Lời đầu tiên Hoàng xin kính chào toàn thể cô chú bác anh chị em đang xem video nha. Rồi hôm nay Hoàng tiếp tục quay bán chiếc xe Wenfa lốc đen nha cả nhà. Tình trạng xe này là máy zin, đầu nồi chưa làm nha. Dàn chân dàn bạc là chưa giảm cốt luôn. Xe này biển An Giang nha cả nhà. 67C1 55627 nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô quay chi tiết bằng món đồ trên xe cho cả nhà mình tham khảo nha. Nói chung là xe này mình nói trước luôn nha, xe này mình bán giá là 20 mấy triệu nha, 2X nhỏ nhỏ thôi đó. Trời ơi, cô chú bác anh chị em mình biết trước luôn. Chó đèn cũng ghim theo xe thì nó có hơi gãy che ít xíu nha. Nói chung là cũng gọi còn sáng gơm đàng hoàng nha. Bơ tai gù theo xe đồ là còn hết nha cả nhà. Áo thì có chạy xước nhẹ nhẹ một vài chỗ thôi, không đáng kể nha. Thì mình quay qua đâu rồi, chỗ nào lỗi thì mình báo cho cả nhà mình tới đó luôn nha. Pem ghim đồ còn nha. Có chạy mỏ về nha cả nhà. Mỏ về trước có chạy nha, cái này mình dán keo xử lý lại là hết nha. Còn anh em nào kỹ nữa thì mình giảm cốt gì đó cũng được. Dàn bạc là bạc theo xe hết nha, chưa giảm cốt nè. Đùm vô phuộc rồi ha. Bạc đẹp, ốc bán sáng đẹp nha cả nhà. Ốc bán màu đẹp. Cầm còn màu ha, dành Goshi. Đó. Ốc bán theo xe còn khá đẹp nha cả nhà. Còn màu rất là đẹp nha. Phuộc bên đây thì nó có hơi bong bong một xíu nha cả nhà, nhưng mà không đến đổi. Được cái là cục máy rất là đẹp luôn cả nhà. Máy sạch tự nhiên nha, không phải là tẩy rửa nha. Cái chắc gam là mình nhìn là biết liền nha. Bốn ốc đầu máy là còn màu mỡ gà rất là đẹp luôn nè. Gòn rồi còi xanh rồi lè còn hết nha. Lốc vô lăng là đu cá là nước sơn zin còn hết. Mình có đánh bát xương lại cho nên là nó hơi bóng bóng nha. Đầu máy này cực kỳ đẹp cả nha. Đó, con đồ còn xanh hết nha cả nhà. Bình xăng con là theo xe đồ nè ha, cũng còn xăng zin luôn. Lốc nồi là cũng chưa có dặm cốt gì nha cả nhà. Nước xăng zin còn. Ốc bán theo xe còn khá nha cả nhà, màu đẹp nha. Bô theo xe cũng còn luôn, chưa một lũng gì hết cả nhà. Có phuộc này thì thay rồi nha, phuộc sau này mình thay rồi. Gấp rồi nước sơn zin còn, chưa có một lũng nha cả nhà. Ốc bán theo xe màu xanh chì luôn. Rồi má thắng đậm rồi nước sơn zin còn hết nha. Dành thì dành Goshi, không có một lũng gì nha cả nhà. Hộp sơn theo xe rồi. Có hơi chày sơn phía sau này nha. Dưới nó bị nứt nè. Cao su đồ theo xe cũng còn hết nè. Ừ.
Máy HC08 nha cả nhà. Lốc đen nha. Xe này có bẩn ngoài đầy đủ nha. Mình chưa lắp nữa. Nói chung là mình sẵn mình quay sơ luôn. Nó cũng có hơi chạy chạy nha cả nhà. Nó chạy ở dưới cái chót này nha. Chạy đá nó văng nha. Nói chung là còn trên cái phần mình thì đẹp nha. Này mình tháo ra ngoài cho nên để mình quay cho nó rõ nha. Để mình để qua một bên đi. Rồi mình bếp bọc quay trên cái phần đồng hồ cho cả nhà mình ha. À, cầm công tắc xi nhan rồi. Đồng hồ là kim km, kim xăng đồ còn theo xe hết nha cả nhà. Để mình mở trong yên luôn. À, xe này sườn rất là đẹp nha cả nhà. Nước sơn zin còn rất là đẹp luôn. Thùng xăng lớn nước sơn zin đồ còn nha cả nhà. À, yên cũng là yên đế yên zin nè ha. Mút đồ zin có da thì có da mình bọc lại rồi nha cả nhà. Da bọc lại rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy cho cả nhà mình nghe ha. Bình nó hơi yếu nha cả nhà. Máy chắc nè cô chú anh chị em. Gan tê thì thầm luôn. Lúc nãy mình quay giữa chừng cái máy quay hết pin nè, nên mình đổi sang cái điện thoại cho nên cầm hơi rung lắc, chúc cả nhà mình thông cảm nha. Xe đang nổ máy nha cả nhà. Máy gan ti là cực cực luôn ha. Máy rất là chắc. Đó, mình đứng xa xa vậy là mình cũng không nghe tiếng máy lớn nha cả nhà, nhỏ thôi ha. Quen pha lốc đen, tình trạng xe máy zin nha. Dàn chân dàn bạc zin, ốc bán theo xe nha. Thì cô chú bác anh chị em nào có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ với Hoàng qua số điện thoại 0974735753 ha. Còn cô chú bác anh chị em nào ở An Giang thì có thể là ghé tại cửa hàng Hoàng xem xe trực tiếp nha. Cửa hàng của Hoàng thì nằm gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Cô chú anh chị em nào mua mà có nhu cầu hỗ trợ sang tên gì cũng có nha. Mình có hỗ trợ sang tên hết nha. À, có ship code luôn. Tùy theo mình thương lượng nha. Giá thì bán 2x nha cả nhà. Hai mấy triệu đó nha. Rồi xin chào cả nhà, hẹn gặp nhà ở video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.